thoát vị đĩa đệm, nằm im bao năm, bỗng bật dậy nhờ bài thuốc cổ này. Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu của đời người, không ai có thể thay đổi được. Nhưng dường như xã hội hiện đại với áp lực mưu sinh, lo toan nhiều hơn mà quy luật này dường như đã có một chút thay đổi. Ở một số người sinh lão bệnh tử thành sinh bệnh lão tử. Quả thật đúng như vậy. Hôm nay có một anh con trai mới ngoài 20 tuổi, còn là sinh viên đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã bị thoát vị đĩa đệm. Căn bệnh đáng lẽ chỉ xảy ra ở người cao tuổi hay là những người làm việc nặng nhọc. Cậu này tên là Tú, ở Tuy Hòa, Phú Yên. Nhà có điều kiện khá giả, không phải lao động gì, nhưng chỉ vì ngồi học không đúng thế trong một thời gian dài khiến cuộc sống bị lệch và dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Giờ đau lăn dọc xuống khắp hai bên mông và chân, rất khó khăn trong việc đi lại. Tú cũng đã mách cho cậu Tú một bài thuốc cổ chủ trị thoát vị đĩa đệm rất hay. Ở đây nếu có ai đang bị thoát vị đĩa đệm thì có thể ghi lại bài thuốc có tên là Ngũ Tí Thang. Thành phần bài thuốc gồm phiến khương hoàng 30g, khương hoạt 30g, phòng kỷ 30g, trích cam thảo 15g, bạch chuột 30g. Cách dùng tất cả nghiền khô, mỗi lần lấy 12g thêm 10 lát sinh khương, hoặc có thể sắc lấy nước uống theo tỷ lệ 1 lít nước lấy 0,3 lít thuốc, ngày uống 2 lần sáng tối sau ăn khoảng 30 phút. Đảm bảo chỉ sau 15 đến 20 ngày là tình trạng thoát vị đĩa đệm đã được cải thiện trông thấy. Bệnh nhân hết đau, đi lại dễ dàng, có thể ngồi lái xe cả ngày mà không hề đau đớn gì. Lưu ý, tùy từng thể bệnh và các triệu chứng liên quan mà các thầy thuốc sẽ gia giảm theo các vị cho phù hợp với cơ địa của từng người. Các anh chị nên tham khảo ý kiến bác sĩ đông y dày dặn kinh nghiệm để bốc thang thuốc có hiệu quả cho mình tốt hơn. Thầy Bình, Nam Dược trị nam nhân.